hôm nay tối uh, thứ thứ tư à, mình chia sẻ các bạn tiếp cái chủ đề là 18 điều mà những người thành công khác họ làm mà những uh, cái người thất bại thì họ không làm những doanh nhân thành công họ làm nhưng mà doanh nhân thất bại thì họ không có làm cái chủ đề này là hôm nay là phần thứ ba đúng không mình đã chia sẻ với bạn uh, từ phần số 1 phần số 2 phần số 3 rồi hôm nay là phần số 3 bởi vì nó khá dài à, nó khá dài và à, sắp tới mình chia sẻ livestream trên cái trang fanpage nữa của -training, ha à, thì à, hôm nay rất là vui chia sẻ bạn cái chủ đề tiếp theo và hôm nay à, tới 10 giờ rồi đúng không Mình mới chia sẻ cho các bạn được à, Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì chúng ta comment xuống chúng ta cùng nhau làm quen và mình chia sẻ với bạn những cái phần còn lại của cái chương trình này à, và các bạn xem bấm livestream chia sẻ về nhà mình à, mình giới thiệu các bạn mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bitrinning và nơi mình thì chỉ chuyên chia sẻ về cái hành trình khởi nghiệp và ra làm chủ doanh nghiệp thôi à, và bạn nào mà muốn cái điều này thì các bạn hãy liên hệ với mình đến cái trung tâm của Bitrinning mình thành lập năm 2009 vâng à, và bây giờ các bạn à, cùng nhau giới thiệu đi chào bạn trương anh khôi à, chào bạn long o vâng và bây giờ các bạn giới thiệu về mình đi à, và mình cũng giới thiệu về các bạn bạn nào mà chào bạn Thủy Lê bạn mà nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng comment xuống và các bạn à, à, hãy cho mình biết bạn ở đâu ok chào bạn xí xí và bạn ở khu vực nào và bạn đang làm những cái công việc gì để chúng ta cùng nhau giao lưu biết nhau qua cái livestream này luôn có thể cái livestream tối nay chúng ta đi tới nhau tới 11 một giờ lặng à, nên là à, các bạn cùng nhau chia sẻ cái livestream này và chúng ta cùng nhau biết nhau ha à cảm ơn bạn minh lê lâu quá chưa gặp em mình lê ơi bạn phan ứng đạt bạn nguyễn diễm ok bạn uh, trai 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 bạn văn thiết trần à, rất là nhiều bạn ở khắp mọi miền đất nước à, chúng ta cùng nhau xem cái livestream này à, và lên 100 người thì chúng ta cùng nhau xem là tuyệt vời nên là bây giờ để góp phần lên 110 thì các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn và bây giờ mình giới thiệu về mình xong là mình đi vào cái livestream này liền mình tên là nguyễn thái duy ha và mình sở hữu cái trung tâm vườn ươm doanh nhân Bình mình sẽ cho cho thấy là cái vườn ươm doanh nhân Bình là nó ở chỗ này đây à, ở chỗ này đây cái cái cái, cái tên Bình à, và cái khóa học mà mình triển khai là khóa học làm chủ doanh nghiệp đây à, và cái địa chỉ của trung tâm mình à, cái địa chỉ mươi 199 Điện Biên Phủ phường 15 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cái số điện thoại là 0937 tám vâng À, và đây là cái quyển sách à, vượt biển lớn mỗi ngày một chút thôi là hai cái quyển sách của mình à, Và hiện tại à, mình đã bán trên toàn quốc Và bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách này, mua hai cái quyển sách này thì các bạn sẽ được gì ạ? À? À, sẽ được gửi về trực tiếp tại nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, Với 210.000 đồng thôi, free ship luôn và các bạn sẽ được ép vào một cái group mình gọi là cái group uh, bí mật để chia sẻ bạn về kinh doanh sâu hơn uh, và đây cũng là cái quyển sách bị dân đầu quay cái quyển này thì bán ở trên amazon bán ở nước ngoài uh, vâng cảm ơn các bạn đó là lời mình chia sẻ các bạn về sơ khởi nó là như vậy và vâng và bây giờ là cái chủ đề của buổi tối hôm nay mà tuần vừa rồi mình đã chia sẻ liên tục mà nó vẫn chưa có xong bởi vì nó tới 18 điều nó dài quá uh, và cái điều tiếp theo nữa mình nói tiếp các các bạn không biết là vừa rồi hình như là mình chia sẻ tới điều thứ 10 rồi thì 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 phải thứ 10 hay thứ 11 một gì rồi đó à, bây giờ mình cứ nói tiếp nữa vâng cái điều tiếp theo à, mà các bạn ghi vào là những người thành công như thế nào ạ à? họ dùng tiền bạc để tiết kiệm thời gian những người làm chủ doanh nghiệp á họ dùng tiền bạc để họ tiết kiệm thời gian đó còn những người thất bại thì họ dùng thời gian để tiết kiệm tiền à, hai cái tư duy này của hai nhóm con người này là nó hoàn toàn khác nhau à các bạn nốt vô đi em nhận được hai quyển sách của thầy rồi ok sẽ em vào group à chào bạn phan định ok chưa tức là những cái người chủ doanh nghiệp thành công thì họ dùng tiền để họ tiết kiệm thời gian à à dĩ nhiên dĩ nhiên lúc ban đầu lúc ban đầu họ chưa có tiền thì họ dùng chính cái năng lực của họ họ phát triển chính cái năng lực của họ để họ tạo ra tiền nhưng mà khi họ có tiền rồi thì họ dùng cái tiền đó để để họ tiết kiệm thời gian bởi vì sao ạ à? bởi vì cái thời gian là cái tài sản mà chúng ta quý nhất trên đời này à, chắc chắc chắn rồi ai cũng biết tiền mất thì có, chúng ta có thể tiến kiếm lại được chứ thời gian mất thì bó tay à, chúng ta không thể kiếm lại được chào bạn phan định ok chào bạn nguyễn vĩnh quý đức ok lâu quá rồi mới gặp em à, chào bạn simon nguyễn ok bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống nha để sau khi mình xong mình livestream xong thì mình sẽ làm quen với các bạn bạn nào mà đã có sách của mình rồi mà chưa ép vào group thì các bạn cũng comment xuống để mình ép các bạn vào group ok chưa chào bạn nguyễn mai chào bạn nguyễn hương ok chào bạn luân nguyễn ok à, vâng và cái người chủ doanh nghiệp thì họ dùng tiền để họ tiết kiệm thời gian bởi vì cái thời gian là như thế nào ạ à? À, em chào thầy hai lần rồi nghĩ là sao à, là chưa chưa chào em ok nhiều người quá thì thì đôi khi thấy mà mà không kịp chào bạn nói nội dung nữa em thôi mai em đến lớp học của thầy em mua sách của thầy luôn hay đặt bây giờ ok chưa đặt bây giờ hay ngày mai gì cũng được em à chào bạn dương tài minh à, ok chào bạn rất nguyễn chào mai mai nguyễn ok và mà lại tiếp tục cái người năng lượng thành công á à họ như thế nào ạ à? họ dùng tiền để họ tiết kiệm thời gian à dĩ nhiên lúc đầu mà chúng ta chưa có nhiều tiền thì bắt buộc chúng ta phải lăn ra để cho thị kiếm tiền nhưng mà khi mà chúng ta có tiền rồi thì chúng ta phải chuyển sang cái cách khác chứ chúng ta không có được lăn ra mà chúng ta làm chúng ta dùng thời thời gian bởi vì cái thời gian của chúng ta nó rất là ít chúng ta sống đâu khoảng năm tám mươi tuổi thôi các bạn sống giỏi lắm thì các bạn cũng sống đến năm tám mươi tuổi thôi thì trong bằng đó thời gian thì chúng ta đã gì à à đã hết uh, hết uh, hết khoảng bột phần 3 thời gian là chúng ta ngủ rồi à phần ba thời gian là chúng ta ngủ rồi ừ. còn lại gì ạ à? còn lại là một phần ba thời gian là chúng ta đi làm còn lại khoảng một phần ba thời gian nữa là chúng chúng ta đi đi chơi nghĩa là chúng ta có khoảng hai mươi mấy năm để chúng ta làm việc à để chúng ta có tiền à mà các bạn lại lại là, là dùng hai mươi mấy năm đó để các bạn đi làm được kiếm tiền thì làm sao mà chúng ta có tiền nhiều được à, nếu mà một người nào đó các bạn hình dung đi à, các bạn hình dung đi các bạn làm một tháng lương có 50 triệu mà bạn nhân cho 30 năm thì bạn có tương lương đến 360 lần các bạn lãnh luôn à, và các bạn cứ nhân cái khoản thu nhập của bạn vậy thì nó vô cùng thấp thấp vô cùng à nên là chúng ta ngay bây giờ à chúng ta ngay bây giờ các bạn hãy biết cách để gì ạ để có một cái cách thu nhập khác à các bạn nên chúng ta dùng tiền mà để để chúng ta tạo ra thu nhập nó, nó lâu kinh khủng à, dùng thời gian để kiếm tiền nó lâu kinh khủng à nó lâu lắm à. nó lâu vô cùng luôn à và và các 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 bạn thích để mình vẽ cái biểu đồ cho các bạn xem các bạn có sẵn sàng để mình vẽ biểu đồ cho các bạn xem à nó lâu lắm và chúng ta không thể làm việc theo cái cách đó được. À, mình sẽ mở tập mình giấy ra và mình sẽ vẽ biểu đồ cho các bạn xem và chúng ta không có thể dùng thời gian để kiếm tiền được làm theo cái cách này nó rất là lâu. À, bây giờ các bạn cho mình cho mình ha chào bạn Nguyễn Việt lợi ok chào bạn à, mạnh Trịnh ba mạnh gì đó ok chưa? mình sẽ quay video ngược lại ha để các bạn nắm rõ hơn nha mình sẽ quay vô ngược lại ngược màn hình rồi đúng rồi các bạn chờ mình một chút xíu để mình chuyển lại thôi chứ không có vấn đề gì hết à chờ mình chút xíu bạn nào chưa chia sẻ cái livestream về thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream về nhà các bạn đi à mình chuẩn bị mình chuyển cái máy lộn ngược lại thôi chứ nó không có cái gì hết ok các okay, bạn ơi à ok chưa vâng rồi mình sẽ cho các bạn thấy cái màn hình của mình đúng không À, các bạn thấy mình cô mình rõ chưa à, rõ rồi thì các bạn comment xuống các bạn nói rõ à, ok chưa ừ, rồi rất là rõ và nếu mà chúng ta dùng thời gian để chúng ta tiết kiệm dùng thời gian để chúng ta kiếm tiền thì nó rất là lâu à, mình vẽ các bạn cái đây là cái cột này cái cột tiền và cột như thế nào là cột thời gian và cột này là cột tiền à, cột này là cột thời gian à, thời gian Chúng ta sống như thế nào ạ? À? Chúng ta sống chúng chúng ta sinh ra đời thì lúc chúng ta không tuổi. Và chúng ta làm việc để khoảng 5 60 tuổi thôi ạ, à. 5 60 tuổi là chỗ này. mươi tuổi chỗ này. À. Nếu các bạn ra trường, à, mà mức lương các bạn làm việc à, khoảng 5 triệu một tháng ví dụ đi, 5 triệu một tháng. À. À, và các bạn làm một thời gian các bạn tăng lên 6 triệu rồi 7 triệu rồi 8 triệu rồi 9 triệu rồi 10 triệu 11 triệu 12 triệu 13 triệu 14 triệu 15 triệu ok chưa à, và nó như thế nào à nó đụng cái cột như này, này là cái cột 60 tuổi nè các bạn thấy chưa chúng ta tăng lên mới có cái này là cái cách mà chúng ta dùng thời gian để chúng ta kiếm tiền á à, các bạn thấy chưa chúng ta mới có năm lên năm 60 tuổi, mới có khoảng 15 triệu thì chúng ta như thế nào ạ? À? À, chúng ta già mất, mất 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 tiêu rồi Các bạn thấy chưa? Nó tăng chậm lắm Chúng ta dùng thời gian để chúng ta kiếm tiền nó chậm lắm Mà mình nói với các bạn rồi là chúng ta có tổng là có khoảng 80 năm để chúng ta sống thôi À, 80 năm để chúng ta sống thôi Mà chúng ta như thế nào ạ? À? à, chúng ta mới có một phần ba trong đó để chúng ta ngủ rồi một chỉ có 1 phần 3 chúng ta làm việc thôi có khoảng 20 mấy năm chứ không được 30 năm 5 năm nữa và các bạn hình dung đi một năm chúng ta có 12 lần lãnh lương Ok chưa chúng ta có khoảng 30 năm để chúng ta làm việc chúng ta có khoảng 360 lần chúng ta lãnh lương à, mình ghi tới đây nè mình ghi tới 360 lần lãnh lương này mình ghi tới đây thì mấy bạn mình nó cứ nó nói mình ghi sai rồi mình hỏi là ghi sai gì nó à, nó nói nó kêu một năm nó lãnh lương tới 13 lần lãnh chứ không phải 12 lần à, mình nói chưa Thế các bạn thấy thú vậy không à, Nên là thường thường á à, nó tính kỹ quá nên nó bạn cứ cứ gì các bạn ơi nó bạn cứ gì ạ à? nó bạn cứ nghèo mà người nghèo thì thường hay tính tính kỹ ok chưa người nghèo họ hay nhớ chính xác số tiền trong túi họ có bao nhiêu à. ai mà nợ họ đồng nào họ biết liền Đó à người giàu hỏi họ có bao nhiêu tiền đã họ nói từ từ tao hỏi cái toán tao đã ok chưa cái cái, cái bạn hình vô trên nó nói chính xác à, các bạn giờ, nó là cái chúng ta sẽ thu nhập rất là thấp à, chúng chúng ta sẽ thu nhập vô cùng thấp các bạn có nhận ra điều này mà chúng ta sẽ thu nhập vô cùng khóc và chúng ta không thể có cái thu nhập cao bằng cái cách hành động nó như vậy được À, các bạn giờ chúng ta không thể có đi nhập cao bằng cái cách hành động theo cái kiểu mà vừa rồi mình nói được à, vừa rồi các bạn thấy mình cứ chia sẻ có tuyệt vời không thì các bạn comment xuống cho mình sao không thấy ai comment hết ta à, sao các bạn không comment các bạn im lặng quá các bạn không comment rồi các bạn cũng không cái chia sẻ cái livestream về luôn à các bạn comment các bạn cần comment thì mình càng có năng lượng và mình càng có năng lượng thì mình chia sẻ các bạn nhiều hơn cho bạn phạm thì tôi à nó là nó làm mình đã nói với các bạn rồi là chúng ta không có được dùng tiền để chúng ta tiết kiệm thời gian à, mà chúng ta hãy dùng thời gian để chúng ta gì ạ à? tiết kiệm tiền và nãy giờ mình giải thích đó các bạn có nắm được rõ rõ chưa à, phải nắm rất là rõ à, và nếu mà bạn chưa biết cách dùng tiền để tiết kiệm thời gian thì cái gì cũng vậy mình đã nói cái gì cũng vậy không có ngồi rên rỉ than thở không có ngồi rên rỉ than than thở nha bất kỳ cái gì cũng vậy nó có hai cách để chúng ta giải quyết vấn đề cách thứ nhất cách thứ nhất à, là chính ta phải tự làm được à, nó có hai cách để chúng ta giải quyết vấn đề cách thứ nhất là chính chúng ta phải làm được và cách thứ hai nếu chúng ta không làm được thì chúng ta phải nhờ ai đó họ đang làm được làm giúp ta bạn ngồi dung chưa có hai cách mấy cách các bạn có hai cách cách thứ nhất là chúng ta phải tự phát triển được năng lực ví dụ ví dụ nếu bạn À, muốn lái xe thì nó có hai cách một là bạn phải tự đi phát triển năng lực của mình để bạn tự đi lái cái chiếc xe đó bạn nắm được cái ý này chưa hoặc là cái cách thứ hai cách thứ hai là bạn không biết lái xe bạn không uh, đi học lái xe thì bạn phải nhờ ai đó biết lái xe để lái cái chiếc xe đó cho chung chung chúng ta ok chưa đi ra làm kinh doanh cũng vậy có hai cách một là cách chúng ta phải học để cho tự làm cái đó ký cấp này thì thường thường dành cho người ít tiền nếu chúng ta ít tiền thì chúng ta hãy làm theo cách số 1 này à, không nói không rằng hết không có rên rỉ than thở nha biết cái gì biết thì chúng ta làm chúng ta đóng gói lại để chúng ta làm cái gì không biết thì người cũng phải nốt lại chúng ta không biết cái gì và chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu à, và phải quyết tâm làm mỗi ngày một chút cho nó tốt thôi bạn nào đã đọc cái quyển sách mỗi ngày một chút của mình chưa À, và bạn nào chưa có cảm hứng và động lực à, để gì à? để để ra kinh doanh để làm kinh nghiệp thì các bạn hãy đọc cái quyển vượt biển lớn của của mình à, và bạn nào mà đã ra làm kinh doanh rồi không tốt thì hãy đi đầu tư đàng hoàng học hành đàng hoàng à, không có ngồi rên rỉ than thở hãy lên thay vì ngồi rên rỉ than thở kinh doanh khó lắm em không có duyên để ra kinh doanh thay vì nói những cái câu đó thì như thế nào ạ à? thì mình hãy đi học cách đi đừng có ngồi ra nãy than thở cái cách một á là dành cho những người không có tiền học từ từ làm từ từ một ngày nào đó chúng ta sẽ giỏi cách thứ hai á là dành cho những người họ có tiền sẵn à, và họ mướn có chuyên gia làm việc cho họ à, chúng ta chỉ có hai cái cách đó trên đời này để chúng ta giải quyết vấn đề à, Nó là cứ bắt tay vào làm à, không có ngồi ra nãy than thở nha à, cảm ơn các bạn rất là nhiều vậy thì cái người gì à? cái người mà thành công giàu có thì họ như thế nào à, à chào bạn nguyễn văn giang rất là tuyệt vời chào bạn thấm tăng cái người thành công và giàu có thì họ dùng tiền để họ tiết kiệm thời gian các bạn ghi vô và bắt đầu từ bây giờ các bạn hãy có cái tư duy đó chúng ta hãy dùng tiền chúng ta tiết kiệm thời gian à, còn cái người thất bại thì họ dùng thời gian đó họ đi kiếm tiền à, nó rất là hoang phí à, chúng ta sẽ kiếm không có được nhiều chúng ta sẽ kiếm rất là chậm chúng ta không có chọn cái cách làm đó à, ví dụ như bạn mới ra trường bạn đi làm một vài năm thì ok để bạn có cái sự trải nghiệm thôi à, rồi bạn phải học được cái cách mà dùng tiền để chúng ta tiết kiệm thời gian các bạn đã dơi những người chủ doanh nghiệp á họ có 10 nhân viên, họ có 20 nhân viên, họ mở hệ thống khắp nơi. À, chào bạn Nguyễn Thành Sơn, chào bạn Nguyễn Văn Hiếu, ok chưa? À, và rất nhiều cái nguồn lực làm việc chung quanh họ, ok chưa? Nó là một ngày họ có, có 8 tiếng thôi, một ngày họ có có 10 tiếng thôi, nhưng mà rất là nhiều người đang làm việc chung quanh họ nên họ có tài chính và cuộc sống rất là tốt. Các các bạn có nhận ra điều này chưa? Họ có tài chính và cuộc sống rất là tốt. Nên là, nếu chúng ta chưa làm được, thì chúng ta hãy học cái cách đó, không có nói là tại bị thì là gì hết, bỏ những cái từ đó ra, hãy học cách để làm cái này, à. thay đổi tư duy về cách sử dụng thời gian, cảm ơn thầy Văn, vâng. cảm ơn bạn đoàn Tân Thành, cảm ơn bạn Thấm Tăng, bấm nhầm icon thầy ơi, icon tư cười này mới là đúng, đúng rồi, à, bạn Thấm Tăng đúng, bạn Thấm Lê ok, à. Vâng, vậy thì vừa rồi, các các bạn có học được vấn đề chưa? Nếu các bạn học rồi, cách tạo ra hệ thống như thế nào là tốt thầy ơi? Ok, bạn hỏi chung chung vậy, tạo ra hệ thống là hệ thống gì? Bạn hỏi một cách rất là chung chung. Ok, chào bạn Nguyễn Thị Linh, à, chào bạn Nhã Trân. À, cái chúng ta hỏi là chúng ta hỏi cụ thể, à, đừng có hỏi chung chung, những người hỏi chung chung là 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 thể thể hiện là cái năng lực của các bạn về lĩnh vực đó bạn đang rất là yếu và bạn không có cái kiến thức về lĩnh vực đó nên bạn mới hỏi những câu rất là chung chung à, chúng ta hỏi là hỏi cụ thể vào một vấn đề gì đó à, chào bạn Trần Linh chào bạn Lương Nguyễn ok rất là tuyệt vời vậy thì vừa rồi các các bạn nói được cái ý chưa nói được cái ý rồi đúng không à, và bây giờ bắt đầu mình chia sẻ cái cái ý thứ hai à, ok do cái người mà chủ doanh nghiệp thành công á thì họ cam kết một trăm phần trăm là họ làm kinh doanh thành công còn cái người chủ mà kinh doanh thất bại á là họ trí ước thôi họ mong rằng họ thành công à họ mong rằng họ thành công họ mong rằng họ sẽ làm được à cái đó là cái tư duy à tư tư duy không có ổn mới hồi chiều mình gặp cái bạn kia là bạn lan thang đâu trên facebook đó rồi bạn biết mình rồi bạn vô bạn chào mình Bạn hỏi mình có biết bạn hay không Mà cái avatar thì để cái avatar cái hình gì à, Mình vào facebook của bạn Mình xem từ A cho tới Z Thì sao à Mình cũng không thấy hình của bạn ở đâu à, Và Mình chào lại thôi mà mình cũng nói Mình thực sự là mình cũng biết bạn là ai Rồi bạn nói là bạn đi học Mình cách đây hai năm trước rồi cuối cùng học Mình hỏi học cái gì cuối cùng học cái lớp 3 tiếng đồng hồ buổi tối thôi cái lớp miễn phí buổi tối thôi à, và bây giờ bạn đang kinh doanh vé máy bay à, và và cái cách mà bạn kinh doanh đó thì mình nghĩ mà bạn bán vé máy bay được chứ liền đó. và bạn bạn mà nói là bây giờ kinh doanh rất là khó khăn lại rên rỉ lại than thở nữa các bạn hình dung chưa mình chỉ nói đơn giản thôi rồi bạn định là sắp tới bạn đi xin làm công lại bạn nói là lúc này là buôn bán khó khăn quá làm ăn không có được à, các các bạn thấy chưa À, mình hỏi bạn là bạn em ra kinh doanh thì em có đầu tư cho mình cái kiến thức về kinh doanh chưa thì bạn cứ nói chuyện lòng vòng nói chuyện không có cụ thể rồi bạn nói là à, kinh doanh nó khó tức là những, những, cái, những cái con người đó đó họ ra kinh doanh mà họ không có chịu đầu tư đàng hoàng đầu tư về gì đầu tư về kiến thức à, họ kinh doanh theo cái kiểu mà à, họ đi làm công thì họ lại đầu tư à, mà họ đi làm kinh doanh thì họ lại không đầu tư à, À, mình hỏi bạn trước khi bạn làm gì nó em làm kế toán mà nói là em học kế toán bao nhiêu năm à em nói chứ thì em học đã học 4 năm à, mình mình kêu bạn đầu tư bằng đó năm để bạn biết kế toán để bạn đi làm công mà đi kinh doanh bạn học có 3 tiếng đồng hồ rồi bạn đi ra bạn làm kinh doanh rồi bạn nói bạn làm không được à, các bạn thấy hai cái tư duy nó khác nhau à nó, nó quá khác nhau tức là à, họ làm theo kiểu hên xui à, họ làm theo cái kiểu à canh chờ có cái gì đó để mà làm được mà còn những người mà họ cam có thành công á là họ làm cái việc gì cũng vậy họ quyết tâm họ am hiểu về kiến thức về lĩnh vực vực đó cho nó sâu rồi xong à kiến thức không chưa đủ đâu họ học những cái kỹ năng và họ luyện những kỹ năng về lĩnh vực đó nó sâu nữa rồi cũng chưa đủ đâu họ luyện cho họ những cái kinh nghiệm các bạn hình dung chưa à? À, những cái kinh nghiệm chứ sâu thì chừng cuối cùng chúng ta mới có được cái kết quả tuyệt vời được để có được cái kết quả tuyệt vời là tích tụ của gì ạ à? của những cái kiến thức giỏi của những, gì à? những cái kỹ năng mà chúng ta rất là điều luyện à và và, và tích tụ gì rất là nhiều cái kinh nghiệm kinh nghiệm sai lầm có kinh nghiệm chiến thắng có và hai cái đó tích tụ lại thì nó chúng ta nó mới tạo ra được kết quả rất là tuyệt vời bạn muốn có được nhiều tiền à bạn muốn ra làm kinh doanh bạn muốn sở hữu một doanh nghiệp mà bạn không chịu đầu tư vào nó và bạn đòi có nó à, mà đầu tư thì đầu tư gì đầu tư vào kiến thức và kỹ năng thôi à, mà đòi có nó cái đó là những cái tư duy của những cái những người con người gì họ thất bại họ ước họ, họ họ ước thôi chứ họ không có cam kết họ không có cam kết đến nơi cho cái vấn đề đó họ chỉ ngồi họ ước thôi à. Họ ước mơ thôi Họ, họ hy vọng họ sẽ thành công Họ hy vọng ông trời sẽ ban ơn cho họ Họ hy vọng có cái quái nhân nào đó Giúp đỡ họ Họ hy vọng có ông cha, ông chú nào Đỡ lưng cho họ Họ hy vọng có một ông khách hàng nào Ông hiền lành, ông ngon ngọn họ cho họ Khi đó là cái tư duy Mà ước muốn Tuy nhiên, những cái con người Mà họ cam kết Họ phải gì à? Họ chọn cái con đường làm cái danh Và họ quyết định ra cái con đường đó phải thắng và chúng ta phải thắng thì từng ngày một từng ngày một từng ngày một họ gì à? họ khắc phục những cái kỹ năng của họ họ khắc phục những cái điểm yếu của họ ok chưa để mỗi ngày họ học hỏi họ, họ tiến lên cái hành trình làm kinh doanh nó đâu phải một sớm một chiều nó là 5 năm nó là 10 năm nó là 20 năm nữa rồi thậm chí sau này bạn con chia lại chỉ lại truyền lại cho con cháu nữa mà À, nó đâu phải là một sớm một chiều đâu thế mà chúng ta lại cứ vội vã không có chịu đầu tư kiến thức và không có chịu làm à, hãy đi theo những người họ đã làm được thì chắc chắn các bạn làm được lúc đầu nè à, bạn đâu có biết làm cái việc đó mà bạn đi theo những người nào họ biết làm việc đó bạn đi theo hoài bạn không hỏi hoài thì chắc chắn là bạn làm được không một năm thì hai năm không hai năm thì ba năm chắc chắn là bạn làm được ok rồi Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ các bạn đã có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn à, à, ghi xuống Ok, tại sao các bạn không ghi xuống nha à, à, Các bạn ít ghi xuống quá và các bạn cũng không có Không có gì là không có chia sẻ à, về nhà các bạn đi à, Để gì à? à? Để chúng ta cùng nhau gì à? à cùng nhau biết về cái tư duy kiến, kiến thức này Ok chưa? Vâng, và à, Các bạn có những cái câu hỏi nào? À, các bạn hỏi mình và cái câu hỏi nó thể hiện năng lực của các bạn á à, nhìn cái câu hỏi là biết năng lực của bạn ở đâu rồi bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống các bạn làm quen với mình nha. à, và các bạn nào mà chưa mua cái quyển sách của mình thì các bạn hãy tranh thủ mua cái quyển sách hai cái quyển sách của mình đi để các bạn hiểu hơn để những gì mà mình chia sẻ ở đây các bạn nắm rõ hơn à, và và sau đó mình ép các bạn vào một cái group riêng à và cái group đó thì các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi chuyên sâu về kinh doanh à mình sẽ không có trả lời những câu hỏi kinh doanh ở ngoài này ở ngoài này chủ yếu là mình mình giải quyết về cái tư duy và phát triển bản thân thì những cái câu hỏi kinh doanh nó rất là giống nhau và nó lặp lại như nhau à bạn vào à? à, à, okay cái group riêng thì bạn như thế nào ạ à à ok chưa bạn vào cái group riêng thì bạn như thế nào ạ đọc sách gì để nâng cao tâm thái tư duy vậy thầy ok bạn đọc hai cái quyển sách của mình đây bạn việt lợi ơi À, bạn thấy không ạ? À? Cái quyển vượt biển lớn và quyển mỗi ngày một chút thôi. À, bạn đọc hai cái quyển này là bạn đã rút tỷ được rất là nhiều kinh nghiệm rồi. À, và vào cái lúc đó thì các bạn sẽ quen biết mọi người. À, bởi vì à, và là vì sao chúng ta phải vào cái lúc đó? Bởi vì sao? À, bởi vì vào cái lúc đó để chúng ta quen tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước. Rồi rất là nhiều người hỏi câu hỏi kinh doanh Thì chúng ta như thế nào mà chúng ta trả lời được à, Rồi chúng ta đọc những cái câu hỏi của rất là nhiều bạn trước kia hỏi Và mình đã trả lời rồi mình live stream Trong cái lĩnh vực đó Em đã mua sách mà không biết vào đốt thời ơi Thì bạn comment xuống và các bạn sẽ add em vô Em đúng điều kiện thì em sẽ được vô thôi À, và các bạn quen những bạn đam mê kinh doanh khắp mọi miền đất nước này ok chưa cái đó là cái điều mình muốn gửi đến các các bạn à, ngày mai tối ngày mai thì mình có cái lớp à, chia sẻ về làm khởi nghiệp miễn phí à, và bạn nào mà đang ở sài gòn ở bình dương ở đồng nai ở những cái mà gần sài gòn này thì tối mai các bạn nên đi tham dự cái lớp này cái lớp này hoàn toàn miễn phí à, và trực tiếp mình đứng lớp mình chia sẻ à, và thầy bán cho em cái quyển mỗi ngày một chút thôi được không được chứ sao không em À, em cho số điện thoại nha à, thì sẽ em à, cho số điện thoại thì ngày mai các em nó sẽ gửi em đến tặng nhà trên khắp mọi miền đất nước sách à, sẽ được giao đến khắp mọi miền đất nước. Ok giờ rồi tiếp tục vậy thì những người hồi nãy rồi những người mà kinh doanh thành công là họ cam kết 100% họ sẽ ra làm chủ thành công họ cam kết cái sự cam kết dứt khoát ở trong cái tư duy của họ à, họ phải làm cho bằng được giống như, giống như là À, ví dụ như là hồi kia các bạn mà đi à, thi tốt nghiệp đúng không là là chú tá học là chúng ta phải cam kết là chúng ta phải thi đậu à, thì những người cam kết đó, nếu mà thi không đậu thì sang năm phải thi tiếp để làm sao cho nó đậu à, phải cam kết à, Bản thân Minh mình cũng cam cam kết à, ở đâu vậy à, bạn Nguyễn Luân ở đâu vậy bạn muốn học thì bạn cho số điện thoại à, địa chỉ là học tại Biên Thiên hồi nãy mình có đưa cái địa chỉ đó, một tòa nhà Việt Cơm Băng số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Ok, mình là Trung đến từ Bình Dương. Ok, chào bạn Trung. À, địa chỉ là nằm ở ở đó và số hotline là 0937 93 tám à, là số hotline của Bình à, và các bạn nào muốn học thì các bạn để lại số điện thoại ngày mai các em nó gọi cho ok chưa à, và những người kinh doanh công ty họ cam kết họ cam kết họ phải làm được họ phải thành công còn những người kia là cứ ngồi cứ ước mơ thôi nên là mà nói là những cái người thành công là người gì là những người họ họ biết biến ước mơ họ biết biến cái ước mơ của họ thành mục tiêu cụ thể và họ, họ những cái mục tiêu cụ thể họ lên một cái bản kế hoạch hành động rất là cụ thể đó họ làm mỗi ngày và chắc chắn rằng mỗi ngày qua là họ càng đi gần đến cái mục tiêu của họ hơn còn những người thất bại á là họ biến mục tiêu thành ước mơ nghĩa là sao ạ à? nghĩa là à, họ nói là họ làm cái A họ làm cái B họ làm cái C nhưng rồi cuối cùng họ không có làm được cái gì họ biến mục tiêu thành ước mơ à, đó là những người thất bại cái cái gì họ cũng mơ thôi cái gì họ cũng ước thôi họ là chuyên gia biến mục tiêu thành ước mơ họ không có cam kết họ muốn ra họ đạt được mà họ không có cam kết. Ok chưa? họ họ muốn đi nước ngoài mà họ ngồi họ chỉ mơ thôi. À, họ mơ một ngày nào đó họ sẽ có đủ tiền. họ mơ một ngày nào đó họ có đủ à, à, đủ gì nó à? đủ điều kiện. họ mơ ngày nào đó họ thu nhập cao hơn. họ mơ họ lớn tuổi hơn rồi họ sẽ đi. đó là những người họ biến mọi thứ thành giấc mơ. À, con những người mà có tố chất thành công à họ nói năm nay họ đi singapore là họ đi bằng mọi cách họ phải đi cho bằng được đó là những người biến ước mơ thành mục tiêu bạn hình dung chưa à, cái tính cách của những con người nó rất rất là tuyệt vời à, ví dụ như tháng 7 này à, mình sẽ dẫn một đoàn đi singapore à, khoảng 50 người năm nào mình cũng dẫn năm mươi người mỗi năm từ năm 2010 tới giờ năm nào mình cũng dẫn 50 người và như thế nào à các bạn đó họ đã quyết tâm thì họ sẽ làm và họ làm cho bằng được à ok chưa à, ok bạn trang trí ngày mai em đến lớp nhé à, em nhớ dẫn theo bạn em nữa à, ok chưa nó à, họ như thế nào họ quyết là họ làm cho bằng được bằng mọi cách phải làm cho bằng được à, nhưng mình những người thất bại kia là họ hẹn họ hy vọng họ sẽ làm được cái tính cách đó thì làm sao làm được cái tính cách đó suốt đời làm việc nhỏ làm còn không sống đó đừng nói làm việc lớn nó là chúng ta hãy quyết tâm và tự nhiên cái cuộc đời nó rất là có ý nghĩa khi chúng ta được quyết tâm làm cho mình mà có làm cho ai đâu không làm cho mình thì cũng làm cho gia đình mình không làm cho gia đình mình thì cũng làm cho con cái mình à chứ có làm cho ai đâu mà ngồi tính toán ngồi so đó ngồi hơn thua nhưng mà đi làm cho người khác thì như thế nào ạ? À? đi làm cho người khác thì hăng lắm, à, bị người khác bút thì hăng lắm, nhưng mà làm cho chính mình thì cứ ngồi tính toán, đi nước ngoài là đi cho chính mình chứ đi cho ai? À, mở công ty là mở cho chính mình chứ mở cho ai? thế mà ngồi tính toán, ngồi so đó, ngồi hơn thua, à, nhưng mà đi làm cho người khác bị người khác kêu tới, tớ làm cho này, anh, anh trả lương cho 10 triệu này, thế là hăng, hăng sai lạc. các bạn thấy không? hai cái tư duy nó rất là khác nhau nó quá khác nhau đi, à, nó khác nhau như vậy đó. À, vậy thì, ui sao các bạn không comment gì hết nhỉ? các bạn chia sẻ về đi, các bạn thấy có một bạn mình nó đứa nào nó dở hơi rồi đó, thì nó như thế nào? các bạn à, tát họ họ vào, ok chưa? bạn quý ngầu si, ok ký ký như thế nào à để được đi singapore thì mình những cái bạn mà những cái bạn mà đã là học và tự tác với mình lâu thì mới đi còn những cái bạn mà mà mới mới rồi mình không có đi mình cứ rảnh đâu mình dẫn các bạn một năm chỉ dẫn được có 50 bạn thôi à, mà các bạn biết học viên của mình Là một năm tới như thế nào ạ à? à? lôi cuốn quá tắt bàn phím luôn <laughs> không hiểu được à, một năm một năm nó như thế nào à? một năm mà tới hai ngàn rưỡi các bạn học viên của mình lận mình chỉ dẫn được có 50 bạn thôi nó là những bạn nào mà đạt tiêu chuẩn thì mình mới giảng dẫn, dẫn dẫn đi ok rồi nghe hay quá không muốn làm ngắt quản ok à, cảm ơn bạn uh, uh, kiên đăng nhiều ok chưa à, cảm ơn bạn kiên đăng rất là nhiều Nó là chúng ta hãy như thế nào à? chúng ta hãy tập trung cho cuộc đời của mình à, và chúng ta cam kết cuộc đời của chúng ta là phải thành công đừng chúng ta chỉ có một lần sống trên đời này mình báo cho các bạn mà biết chúng ta chỉ có duy nhất duy nhất một lần chúng ta sống đời này và đừng bao giờ để cuộc đời của chúng ta mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta nó hoang phí nó phải có rất là ý nghĩa à, chúng ta sẽ không có cơ hội sống lần thứ hai không có cơ hội các bạn mãi mãi không bao giờ có cơ hội sống lần thứ hai nó là đã sống ở đời này thì chúng ta phải phải cái gì phải làm hết sức thứ nhất là hết sức gì cho chính mình cho cuộc đời của chúng ta có nhiều trải nghiệm À, nó té cũng được nhưng mà nó hay. À, té một chút cũng được nhưng mà nó hay. Cuộc đời nó có ý nghĩa. Các bạn có sẵn sàng để mình kể cái câu chuyện không? À, mình nhớ là cái câu chuyện này mình mình xem ở trong cái bộ phim nào, lâu lắm rồi mình cũng không có nhớ. Em xin thầy rúp mà thầy không trả lời em. Xin thầy rúp là sao à Mình đang livestream thì làm sao mình rúp đồ gì được? À. Bạn nào có sách rồi thì cứ comment xuống. Rồi nhân viên mình họ thấy á, họ sẽ đưa cho tụi em cái link Còn mình đang livestream này mà làm sao mình nói được bạn Nguyễn Hữu Hữu Nhân ơi à. Bạn cứ comment xuống đó, rồi nhân viên nó sẽ thấy nó, nó add em vào, em đủ tiêu chuẩn thì em vào, em đủ tiêu chuẩn thì em không có được vào à. Mình đang livestream mình bạn nói mà Đọc được cái comment của em là hay lắm rồi đó à. Làm mình quan sát lắm rồi đó Ok chưa, vâng Vậy thì tiếp tục nào, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái livestream nào à, Kể cái câu chuyện nào nếu bạn nào sẵn sàng rồi các bạn comment xuống các bạn nói sẵn sàng đi à, mình chia sẻ bạn cái câu chuyện này à, ok chưa cái câu chuyện đó là như vậy có một cái ông thầy ổng dạy nhạc các bạn khác sao các bạn không comment nha mình thấy cái lòng vòng mấy bạn này comment không à các bạn khác các bạn không comment các bạn comment đi à, đằng nào thì cũng comment cho nó vui tương tác cho nó vui đi các bạn ơi bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ đi bấm chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn à, để gì để lưu lại để nhớ để cho nhiều người xem à, có một cái ông thầy giáo à, ông là một người dạy nhạc rất là giỏi à, và ok bạn tí chuột à, cái tên của bạn hay ghê bạn dương thị Tăng. à, tuyệt vời bạn đặng hoàng nghĩa ok ông ông dạy ông dạy nhạc rất là hay À, và ông có một cái người học trò và một người học trò của ông cũng rất là thiên tài giỏi lắm giỏi lắm à, và như thế nào ạ à, và cái người học trò ông, à, à, họ học đàn rất là hay và đi thi rất là nhiều giải và thi giải nào cũng thắng và một ngày đó người học trò đó vô địch cả giải nhạc trên thế giới luôn vô địch luôn à, tuy nhiên à, khi mà đánh đàn cho thầy nghe thì cái ông thầy ông vẫn cứ lắc đầu ông chưa bao giờ thực sự là hài lòng cái người học trò của mình hết và cho tới một ngày đó là cái người học trò chinh phục ban giám khảo chinh phục rất là nhiều trái tim trên thế giới này nhưng lại không chinh phục được cái trái tim của người thầy thì một ngày hôm đó cái người học trò mới hỏi thầy rằng à, con còn cái điểm gì nữa mà còn chưa được điểm gì nữa mà còn chưa được mà lại thầy chưa bao giờ tại hài lòng với cái tài năng và cái năng khiếu đánh đòi đàn của con hết ông thầy mà nói rằng con là một người vô cùng tài năng con rất là tài năng con vô cùng giỏi à, và cái đó là cái điều tuyệt vời của con tuy nhiên ông thầy nói rằng là ta tiếc cho con ta vô cùng tiếc cho con, à, ta vô cùng tiếc cho con, vì con chưa bao giờ, con chưa bao giờ gì, con chưa bao giờ thất bại, con chưa bao giờ té đâu con chưa bao giờ tan vỡ. để con đánh được gì à? con đánh được nốt đàn tan vỡ. à, bạn hình dung ra điều này chưa? chắc chắn, đây là một cái câu chuyện mà chắc chắn, chắc chắn bạn nghe đến đây bạn thấm lắm. Bạn thấy không? Vậy thì những cái thất bại trên cái hành trình những cái lúc chúng ta té đau trên cái hành trình cuộc đời đời này, trong cái hành trình chúng ta ra khởi nghiệp, trong cái hành trình chúng ta làm doanh chắc chắn có những lúc chúng ta té đau và các bạn thấy cái giây cái giây phút té đau, cái giây phút khổ cực đó trong cuộc đời này các bạn thấy nó tốt ạ. Nó tốt vô vô bạn ạ, rất tốt. Vô cùng tốt. Cái giây phút đó là cái giây phút gì ạ? À? cái giây phút vàng ở con cà là cái giây phút vàng à, đó là cái giây phút mà mà như thế nào à mà sau này bạn thành công được bạn có được cái gì đó trong cuộc đời bạn quý bạn quý nó không thể tưởng tượng được bởi vì sao à lúc nào thành công rồi mình muốn có giây phút đó mình không bao giờ mua được tiền cũng không thể mua được những giây phút đó bạn hình dung ra điều này chưa à, vậy thì các bạn có hiểu được cái ý nghĩa của những lần chúng ta té đâu vậy? ý nghĩa của những lần chúng ta va bắt đơn giản hành trình cuộc đời này là trải nghiệm đừng cứ ngồi sợ quá mà cứ lo lắng đủ thứ rồi không dám làm đó là những cái con người tư duy theo cái kiểu an toàn làm cho cuộc đời chúng ta nó chả còn cái gì hết ok các bạn ơi à, chào bạn Bình Trang mình tên Bình đã từng làm chủ doanh nghiệp và không còn gì cả rất vui được làm quen các bạn ok chưa nếu bạn không còn gì cả thì bạn đang có những giây phút rất là tuyệt vời bạn bình trang Và bạn hãy học cách để bạn có được nó Bạn hãy học cách để bạn lấy lại Đừng có Ok chưa Mình thấy bạn té đâu đó là một điều rất là tuyệt vời cho bạn Chỉ sợ nhất trong cuộc đời này là chưa được té Và hãy học cách từ cái té đâu đó để chúng ta đứng lên Đừng có gì à? Đừng để cái té đâu đó Nó vui cuộc đời của bạn luôn Như bạn té xuống vực kia Thì xong rồi À, bây okay, giờ nó là mình nói rồi những người kinh doanh thành công họ cam kết gì họ cam kết là họ phải thành công như quyết họ sẽ thành công à, đó là một cái điều rất là tuyệt vời à, các bạn hồi nãy giờ các bạn có vào trong facebook của mình các 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 bạn đọc bài chưa à, các bạn thấy có một bạn đọc cái quyển mỗi ngày một chút thôi của mình ở rất là xa và bạn comment lên facebook của mình các bạn bạn tát vào facebook của mình bạn cảm ơn bạn đã mua được cái quyển sách của của mình các bạn nào đã đọc được cái quyển sách của mình rồi thì các bạn comment xuống bạn thấy cái quyển sách của mình bạn có học được nhiều điều không ạ à, nếu mà học được nhiều điều thì các bạn comment xuống à, và và các bạn thấy ngày nay mình có viết một bài mà có một người bạn của mình tốt ở trên gia kiểm các các bạn biết gia kiệm đồng nai cách sài gòn rất là xa mà bạn chạy từ đó bữa bạn thấy mình viêm xoang bạn thấy mình ngồi live stream nè nhảy mũi nè xúc xích nè ok chưa và bạn như thế nào bạn chạy từ trên gì à? trên gia à? kiệm bạn chạy về đây chạy xe máy về đây để mang cho mình một cái chai thuốc nhỏ nhỏ này mình để trong cái tủ lạnh à mình để trong rồi tủ lạnh cho mình mang chứ mình mình không kịp mình mang ra đây hả à. Và như thế nào ạ? À? Bạn Thu An đó là đọc sách thầy rất là hay và rất là tuyệt vời. Bạn đang hạo rất hay thầy ạ. À. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, và như thế nào ạ? À? À, và cái đó là một cái tình bạn rất là quý. À, mình đã như thế nào ạ? À? À, mình mình quen biết bạn từ lúc mình vào, bước chân vào đất Sài Gòn này. À, và cho tới giờ đã 23 năm rồi. Một, một, một cái điều làm cho mình rơi rứt là vừa rồi bạn sau khi học ra trường thì mình ở Sài Gòn này mình là người dân tỉnh mình ở Sài Gòn này mình như thế nào à, à thích nhất cuốn mỗi ngày một chút thôi đọc rồi buồn lại lấy ra đọc lại ok tuyệt vời bạn Nguyễn Thế ơi à, rất là tuyệt vời cảm ơn em à, và và vừa rồi heo á bạn nuôi heo và và bạn mất rất là nhiều tiền à, và à, bạn có bốn đứa con nữa bạn có bốn đứa con nữa và bây giờ phải lo làm đến nuôi con à, phải chi hồi kia mình nói bạn đi học hoài mà bạn không học không chịu học không chịu học à, và bây giờ thì bạn mới như thế nào à, à hồi trưa mình thuyết phục bạn mới nhiều và bạn quyết định là sắp tới bạn đi học phải chi mình và bạn hồi kia không phải là hai đứa mà hai thằng bạn thân với nhau thì chắc là bạn đã đi học rồi nó gặp mình cái bạn đã đi học rồi nó là nhiều, nhiều lúc bạn bạn bè nói nói khó khuyên nhủ là vậy đó các bạn chưa cái người thân của chúng ta bạn bè chúng ta khó khuyên nhủ là vậy đó à, bạn nào chưa chia sẻ cái livestream mình về nhà các bạn thì các bạn tranh thủ chia sẻ đi bạn nguyễn thiết em chia sẻ chưa bạn nghiệp em chia sẻ chưa hãy chia sẻ ngay cái livestream này về nhà các bạn à, tát bạn bè của mình những người thân của mình về để cho họ biết cái live này và họ đọc đó họ thay đổi đi à, ok chưa vâng à, và bạn nào mà chưa có sách của mình thì tranh thủ các bạn hãy mua sách của mình để mình ép các bạn vào một cái group riêng và vào trong cái lúc đó các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi về kinh doanh à, Chuyên những câu hỏi về kinh doanh ok tiếp tục mình sẽ chia sẻ cái điều tư cơ dư tư duy tiếp theo tiếp theo này các bạn ghi ra nè dù người doanh nhân thành công dù họ biết rằng họ làm việc đó họ đang sợ hãi nhưng mà họ vẫn cứ hành động nghĩa là dù sợ hãi nhưng vẫn cứ hành động còn cái người kinh doanh thất bại thì như thế nào à? họ để nỗi sợ kiểm soát họ họ để nỗi sợ như thế nào à? À, cản đường họ à, người kinh doanh thành công họ làm cái gì mới họ sợ không sợ họ ngại không ngại tuy nhiên họ vẫn cứ làm à, bởi vì họ luôn làm chủ cơ cuộc sống của họ họ không để cho cái cảm giác cảm xúc kia nó kiểm soát họ còn người doanh nhân Còn những người thất bại thì sao à? à Họ sợ là họ không có dám làm Họ để cái cục sợ Nó to tướng Nó cản đường họ à, Các bạn thấy họ dở hơi vậy đó à, Sợ chứ Một lần đầu tiên đi ra nước ngoài sợ không Sợ chứ nhưng mà sợ Nhưng mà vắng vắng Cứ đi Lần đầu tiên mà đi nước ngoài sợ không sợ muốn chết luôn à Mình đi qua Singapore này rồi mình đi qua Malaysia nè rồi mình đi Thái Lan, mình, mình đi tới Phuket luôn á, làm mình đi lần đầu tiên, à, mình đi một mình mình à, à mình đi qua à gì à? mình đi qua Bangkok rồi từ Bangkok mới gì à? bắt chuyến bay nội địa của họ, à, đi qua Phuket, à, tất cả những cái nơi đó là mình đều đi một mình, sợ không, sợ lo lắng không, lo lắng chứ? À hồi okay, kia mình đi nghe mình mình cũng vậy vừa rồi đi anh cũng vậy vừa rồi đi dubai đến những nước nước đó nó cũng cứ lo lắng chứ đi các bạn đi dubai là đi tới cái trung tâm mà các bạn ở trung đông các bạn thấy, nơi cái biển à, nơi cái trung tâm của vùng chiến sự á, nhưng mà các bạn như thế nào à? đi là vẫn cứ đi à, sợ nhưng mà vẫn cứ đi à, em cũng đi nước ngoài lần đầu một mình có cảm giác y hệt thầy vâng nhưng mà sợ mà chúng ta vẫn cứ hành động đúng không ạ à, sợ nhưng vẫn có hành động không có để à, những cái nỗi sợ nó cản đường mình à, có nhiều người họ mới ra họ làm đặc biệt là những người mới ra bán hàng à, là họ sợ sợ gì à, sợ sợ thứ nhất đó là họ sợ, à, gặp người lạ. À, họ sợ gặp người lạ họ sợ gặp người lạ các bạn thấy chưa giàu bóp bên nghèo bền vững tạ ok bạn photo vũng tàu à, cái bạn photo vũng, vũng, tàu này bạn uh, bạn để cái tên uh, ok chưa uh, bạn làm chả biết bạn là tên gì hết uh, 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 họ sợ gì họ, họ sợ gặp người lạ gặp người lạ mà lại sợ uh, rồi họ sợ gì à họ sợ bị bị người ta từ chối uh, chắc chắn rồi sợ bị từ chối à bị từ chối cô cũng sợ và bản tham mình hồi okay, kia mình gặp người lạ mình sợ không sợ cái okay, cái thời đầu mình đi bán nó mắm mình sợ lắm à chào bạn Tuyết đào à, ok cảm cảm ơn em à giờ này em chưa ngủ mà em vẫn xem livestream khí thế à ok chưa à chào bạn à hilary hương ok chưa à, có rất là nhiều bạn thuộc cái cái dòng giống như bạn hương á tức là lấy cái tên của một người nổi tiếng ở nước ngoài là gắn với cái tên của mình À, à, mình thì mình không bao giờ, mình thì mình à, mình mình không thuộc cái trường phái đó mình là nguyễn thái duy mình hay đi học mấy cái nước ngoài họ bắt mình lấy cái tên gì gì à, david hay là peter rồi vậy mình nói no tôi là thái duy là tôi để tên là thái duy tôi là nguyễn thái duy tôi không có để một cái tên nào khác tôi tên người việt nam là tên người việt nam à mà mình nói bằng cấp họ nói trong cái bằng cái gì để tên vô mà nó no cứ để nguyễn thái duy không giấu vô à ok chưa à, nó là mình sao mới khởi nghiệp hay suy nghĩ nhiều ý tưởng vào buổi tối nên không ngủ được tài <laughs> ok chưa à, khởi nghiệp thì khởi nghiệp khởi nghiệp là một cái hành trình giống như người nông dân họ đi trồng đám lúa thôi họ đi trồng cái cây dưa hấu thôi lên cái hạt và làm đừng có để thay vì để suy nghĩ nhiều thì hãy tập trung vào hành động à, tập trung vào hành động để ra kết kết quả à, ok chưa nó là mình nói cho các bạn biết là cái tên của mình nó quý lắm cái tên của tiếng việt của mình nó quý lắm và chúng ta cần phải giữ cái bản sắc cái riêng của cái tên của mình cái đó là cái góc nhìn của mình không có mắc mớ à, người anh thì nó đặt tên peter người mỹ nó david đó là cái việc của tụi nó ok chưa con của ta là ta vẫn cứ để tên của ta à cái tên của ta do cha mẹ đặt ta nó theo ta năm tháng rồi à nó là có nhiều người đặt cho chứ gì à, 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 à thứ gì à? Richard ranson đọc là Rich à, chat gì đó à, à no mình là no à, Nguyễn Thái Duy là Nguyễn Thái Duy à, các bạn ngon đúng chưa cái đó là cái tên do ba mẹ đặt cái tên của mình mà mình không yêu quý cái tên của mình thì mình lại yêu quý cái tên của ai à, à nó là hồi kia mình cũng đã từng làm công ty nước ngoài mình đi học cái khóa nước ngoài mình đi khắp nơi trên nói mình nói Nguyễn Thái Duy là Nguyễn Thái Duy các bạn hãy các ông tôi đã đọc được tên các ông thì các ông phải đọc được tên của tôi rất là dứt khoát vậy à, và chưa bao giờ mình đổi tên mình và thế là ai họ cũng vui hết họ cứ rất là tuyệt vời à, mình nói chuyện với họ thì họ cũng đồng ý rất là tuyệt vời ok chưa Nó là các bạn hãy hãy yêu quý và trân trọng cái tên của mình à, ok chưa rất là tuyệt vời cảm ơn các bạn rất là nhiều à, vậy thì, thì uh, hồi nãy giờ mình chia sẻ bạn tới hữu ích không có các bạn comment xuống các bạn nói những chia sẻ này nó vô cùng hữu ích ok chưa các bạn là tôi đã học được và hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống các bạn học được cái đó ok chưa Nào, vậy thì những cái người gì à những cái người à, thành công á họ làm một cái gì mới họ cũng sợ hãi họ cũng lo lắng nhưng mà họ vẫn cứ làm à, ví dụ như lần đầu tiên mình viết cái quyển sách vượt biển lớn của mình mình lo lắng không lo lắng chứ À, lo thì lo nhưng mà làm thì làm ok à, tập trung tạo ra hành động thôi à, tập trung tạo ra cái kết quả thôi đừng có để những cái điều đó nó cản trở mình lo không? lo nhưng vẫn phải làm và vẫn phải ra à, vẫn phải ra sắp thôi không nói không nặng hết à, rồi sau đó mình ra cái quyển thứ hai mình lo lo chứ xong lo quyển mỗi ngày một chút thôi nè lo chứ xong lo à lo vẫn cứ lo lắng Nhưng mà vẫn phải cho ra Bởi vì kết quả nó nói lên tất cả à, Phải ra được cái kết quả Phải tạo ra được kết quả à, Rồi mình chuẩn bị này, Mình ra cái quyển sách số 3 này Là cái quyển bán hàng online ngay Lo, lo chứ sao không lo Nhưng mà bắt buộc làm không Bắt buộc phải làm, bắt buộc phải ra Cuối cùng là chúng ta phải tạo ra kết quả Đừng cứ để nỗi sợ Nó cản đường của chúng ta lại Đừng cứ để nỗi sợ mà nó làm cho chúng ta không dám làm gì hết Đừng có để cái nỗi sợ Mà nó biến chúng ta Thành cái con người à, Thỏ đế Các bạn biết con thỏ không Đừng bao giờ Biến chúng ta trở thành cái con thỏ hết à, Ok chưa à, Mà chúng ta phải quản lý được Cái con thỏ ngay ở bên chính Phía bên trong mình Đó là cái tư duy của một con người rất là tuyệt vời à, Tiếp theo nữa dạ em đang tự thiêu tự tin mình vào chính mình đang tự thiếu tự tin vào chính mình ok những người mà không tin vào chính mình thì nghĩ những người đó uh, họ sẽ rất là khó làm, làm 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 việc bởi vì cái niềm tin duy nhất là tin vào chính mình bạn ok thì bạn thấy mọi thứ đều ok mà bạn không ok thì bạn thấy mọi thứ sẽ không ok em đã đọc xong quyển vượt biển lớn của thầy và em cũng tặng cho một người của em sách này em cảm ơn giá trị mà thầy đã mang lại ok bạn nguyễn uyên Trân ơi em mà đọc cái quyển mỗi ngày một chút thôi thì em sẽ như thế nào à em sẽ càng nhận ra nhiều điều hay nữa đó bạn nguyễn phương Trân Đân ơi nó là em tranh thủ sở hữu luôn cái quyển sách tiếp theo nha à tiếp theo cái tôi duy tiếp theo là người gì à? người doanh nhân thành công họ như thế nào à Thầy ơi em muốn đặt mua hai quyển sách của thầy. Đúng rồi. Bạn lại Phương Thảo. Cho tới giờ nay mà em chưa có hai quyển sách của mình. Em biết mình rất là lâu rồi. Em cho mình cái số điện thoại đi Thảo ơi. À, đáng lẽ là em phải có lâu rồi chứ Thảo ơi. À, quá chậm trễ rồi Thảo ơi. Nên là em cho mình cái quyển sách đi để gửi em liền. Trong tuần này là em sẽ có sách ngay. À, giờ, cái tiếp theo là à, khiến đồng tiền phục vụ cho họ. Ok chưa? cái người doanh nhân thành công em cũng đang đọc mỗi ngày một chút thôi quyển sách cũng hay thầy ơi ok quyển mỗi ngày một chút thôi mà bạn nào ra làm kinh doanh thì các bạn đọc rất là hay Đó. em ở trà vinh mà mình nhớ em mà thảo à, em làm bên hồi kia em lên em học có lớp hai ngày mà mình nhớ mà ok chưa những người doanh nhân thành công thì họ khiến đồng tiền làm việc cho họ à, họ khiến đồng tiền phục vụ họ à, còn những người doanh nhân thất bại thì họ làm việc cận lực vì tiền ok thảo ơi thấy rồi bây giờ em lại không thích đọc sách thì sao thầy ok bạn thích đọc sách thì thôi có gì đâu à, ok có gì, gì có vậy mà cũng hỏi à, bạn không thích đọc sách thì thôi bởi vì bạn đọc sách cho bạn chứ bạn đọc sách cho ai đâu khi chúng ta xem cái livestream này khi chúng ta đọc một cái quyển sách khi chúng ta học một cái khóa học thì sao à à là cái điều ai là nhận 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 được cái hữu ích đó à chính bạn chính bạn là người nhận được cái hữu ích đó trước à, rồi bạn nói bạn không thích đọc thì cái đó là việc của bạn bởi vì chính con người bạn sẽ không được nhận được những kết quả hay có gì đâu à, à khi chúng ta uống chai bia vô bụng thì ai là người nhận cái thiệt thiệt hại trước là mình chính bản thân mình nên là chúng ta hãy chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình À, đọc sách để chúng ta mở mang kiến thức Ai là người mở mang kiến thức? Chính bạn Chứ không phải là người khác Học cái gì cũng vậy Bước đầu tiên là lợi cho chính ta Có lợi cho chính con người của, của ta à, Bước thứ hai là chúng ta có lợi cho gia đình của chốn chúng ta à, Bạn nào mà cứ nghe mình nói cà lâm Thì các bạn thông cảm mình là người nói cà lâm nha à, Lợi cho gia đình của chúng ta Bởi vì chúng ta có kiến thức chúng ta có tư duy thì chúng ta sẽ chia sẻ những điều rất là tuyệt vời với gia đình của chúng ta và cái thứ ba nó mới là lợi cho công ty của chúng ta công ty của chúng ta nó nằm tới thứ thứ ba lắm nếu mà bạn học một cái gì đó mà cá nhân bạn không thay đổi thì bạn đừng có hồng nó là nhiều người nói là em học về để cho công công ty no trước tiên là chính bạn đã đọc quyển sách gì cũng vậy có lợi đầu tiên là chính cái người được học đó đã nếu mà bạn học một cái lớp về gì đó về Mà cái cá nhân và hành vi của bạn không thay đổi Thì bạn đòi bạn thay đổi cái chuyện khác là cái chuyện rất là viễn vông À cái chuyện là không thể Em đang tìm mua tập 2 của thầy à, Đâu cần phải tìm đâu Bạn chỉ cần inbox số điện thoại cho mình thì sách sẽ về nhà em thôi Em yêu thầy cuối tuần này em sẽ đi học Văn bạn Thanh Văn ơi À bạn Thanh Văn rất là tuyệt vời Cuối tuần này gặp lại em ha Ok không? Tiếp tục À, người kinh doanh thành công Thì họ bắt đồng tiền làm việc cho họ okay, yeah. Họ dùng tiền để họ có được kiến thức Họ dùng đồng tiền để họ mua kinh nghiệm Họ dùng đồng tiền để họ xây dựng mối quan hệ Họ dùng đồng tiền để họ đi khắp nơi à, Còn những người thất bại Thì họ sợ tốn tiền Họ sợ tốn tiền Họ có tiền họ cứ giữ khư khư vậy đó Họ ngại lắm À và càng như vậy họ lại càng không có tiền à, bạn nào mà mà theo Đạo thứ giáo thì trong kinh thánh đó, nó có cái chuyện ngụ ngôn á ừ. ông chủ ổng à, giao tiền cho 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 bốn nhóm người đúng không một nhóm người là ổng giao khoản tiền rất là nhiều và cái người đó làm lãi lên rất là nhiều à và cái ông chủ ổng ổng à, như thế nào à? à ông chủ ổng nói là cảm ơn cái con người đó, ổng 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 cảm ơn cái con người đó. Được chưa? Và ổng như thế nào à? à và ổng còn thưởng cho cái con người đó nữa. Cái con người thứ hai thì ổng cũng đưa tiền và cũng làm lãi một khoản. tôi không có nhiều bằng ông kia, ông chủ ổng cũng thưởng, ổng cũng khen và ổng thưởng cái con người thứ ba thì làm chút chút thôi. Ông chủ, ổng ổng nói lại cố gắng làm nữa đi. À, tại sao ngươi có khả năng ngươi làm nhiều mà ngươi lại làm có bao nhiêu à còn cái con người thứ tư thì lại nói với ông chủ như này à, à ông đưa tiền cho tôi và tôi sợ nó mất và tôi giữ yên đó rồi bây giờ thì tôi trả lại cho ông thôi thì cái ông chủ đó ông mới nói rằng ok chưa ông chửi cho ông kia một trận ông nói là ngươi là người làm biến ok chưa à, đưa tiền cho ngươi mà ngươi không biết cách để gì à, à để cho nó phát triển nhiều lên nữa mà người người lại giữ đó ok chưa ờ, và các bạn thấy không ạ à? những những cái người mà thất bại á mỗi 50 000 ngàn mà họ cầm được á là họ nướng hết 50 000 ngàn đó luôn nhưng cái người thành công á mỗi 50 000 ngàn họ cầm được á họ làm cho cái tờ 50 000 ngàn đó nó nhăn lên 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu Tức là Họ chỉ cần 50 ngàn trong tay thôi Họ sẽ dùng 50 ngàn đó Đó họ tạo ra tới 1 triệu Và họ như thế nào ạ à? Họ dùng một ít trong một triệu đó để họ tiêu đi và ví, ví dụ như họ tiêu 50 ngàn thôi Thì họ còn 950 ngàn Và họ dùng 950 ngàn đó Đó họ tạo ra 10 triệu Và họ dùng khoảng 100 ngàn trong 10 triệu đó Để họ tiêu Rồi họ còn hơn 9 triệu mấy đó họ tạo ra rất là nhiều tiền nữa là 100 triệu ví dụ như vậy đi còn những người thất bại á họ có 50.000 á là họ nướng hết 50.000 rồi họ hết sạch rồi họ nói là họ lại không có tiền rồi họ lăn ra họ đi làm ông chủ trả tiền lương về họ được vài triệu đó và họ nướng mỗi ngày mỗi buổi sáng mỗi buổi trưa họ đi nướng từng gì à? từng cái to năm chục ngàn một Họ đi nướng tân tơ 50 ngàn một Rồi cuối tháng họ hết sạch đi Rồi họ cho ông chủ Trả luôn cho họ Rồi xong rồi gì Họ nướng sạch hết luôn à, Đó là những cái con người Họ không có biết cách Họ không có biết cách Để họ tạo ra tiền Còn những người thành công á, Họ chỉ cần có 50 ngàn trong túi có họ thôi Thì chính cái 50 ngàn đó Sẽ tạo cho họ 1 triệu 2 triệu, 3 triệu Một thời gian rất là ngắn nó lên cả 100 triệu và họ dùng trong một khoản đó 100 triệu đó đó họ thưởng cho họ rồi cái khoản 100 triệu đó họ lại nhắn đến nữa và họ có rất là nhiều tiền bạn hiểu cái môi trường này mà bạn phải hiểu được cái điều này và nếu mà bạn chỉ biết cách thì bạn hãy học gì học cách để làm được cái việc đó bạn gì bạn gì mà may phục cái gì may mặc phú lâm đọc sách để học kiếm tiền nhưng môi trường kinh doanh bây giờ khó quá thầy ơi pháp luật học khiển quá ok cái bạn phú lâm này mà bạn vẫn còn tư duy này thì đúng là bạn thấy khó là thiệt rồi bạn nói môi trường kinh doanh bây giờ khó quá vậy thì tại sao nên là mình nó nói tư duy của người doanh nhân thành công là họ luôn nhìn thấy cơ hội còn tư duy của người kinh doanh thất bại là họ luôn nhìn thấy khó khăn ok chưa họ luôn nhìn thấy khó khăn tôi duy của bạn chưa ra làm kinh doanh được bởi vì bạn luôn nhìn thấy khó khăn bây giờ mình hỏi bạn một câu này vậy thì cái hiện tại cái môi trường này khập khiển này bạn nói pháp luật khập khiển này môi trường kinh doanh khó quá này thì bây giờ mình hỏi bạn một câu này hiện tại này có những người họ ở tại việt nam này họ đang kinh doanh thành công không họ đang kinh doanh rất là thành công vậy thì tạ, bạn hãy nhìn những cái con người đó tại sao có nhân thành công à họ họ vẫn ở cái môi trường của chúng ta mà họ vẫn ở pháp luật của việt nam của chúng ta mà bạn hỏi chung chưa trong cái cái lớp mình hay cho chơi cái game trong lớp làm chủ doanh nghiệp cuối tuần này này chính các bạn chơi cái game à, mọi người đều bỏ tiền ra với nhau hết à, và sau 24 tiếng đồng hồ thì có người kiếm ra rất là nhiều tiền nhưng có người không kiếm ra được tiền có người rất là ít tiền à, những người mà họ không kiếm ra được tiền họ lý do họ nói là tối hôm qua thầy cho em về em về trễ quá à, họ họ nói là tối đó, em bận quá à, à, họ nói là em gặp mấy bạn mà mấy đó nó không có uh, có làm được Ok chưa à. các bạn nhu ra điều này chưa à, hình dung chưa còn những cái người mà à, sau hai bốn tiếng đồng hồ mình bắt cho em họ họ từ cái năm 000 ngàn họ kiếm được 500 trăm ngàn một triệu thì những người đó họ chỉ nói về kết quả họ chỉ nói về cách, cách hành động và cách họ làm thôi à, vậy thì thấy điều gì trong chơi cái game đó cùng điều kiện như nhau cùng bỏ ra khoản tiền như nhau tuy nhiên sau 24 mươi bốn đồng hồ thì những cái người kia họ làm thành công còn sau 24 tiếng đồng hồ thì những người kia họ làm thất bại à. và những người thất bại thì họ đổ thừa họ đổ thừa họ đổ thừa tại vì họ về trễ và và những người thành công và những người, những người thất bại đó họ đều rời ra khỏi lớp 21 giờ lớp học mình rời ra 21 giờ họ cũng đi đường đi biên phủ họ cũng gặp cái anh công an giao thông đó OK, họ cùng hít thở cái không khí đó. Một ngày họ vẫn ăn ba bữa. OK chưa? Thậm chí có người họ có con có con nữa, nữa mà họ vẫn cứ làm thành công. Còn những con người kia thì họ lại làm thất bại, họ rên rỉ, họ than thở. À, mình cũng vậy. Mai mong được gặp thầy rất là tuyệt vời, bạn Kim Hân. Ngày mai các bạn sẽ gặp mình. Đó à, là chúng ta hãy học cách nhìn thấy những cơ hội, nhìn thấy được những cách làm. Chứ đừng có học cái cách Mà nhìn ra thấy những cái khó khăn Thấy những cái trở ngại à, Thấy những cái cản trở của mình Hãy học cái cách Để nhìn thấy những cái cơ hội tuyệt vời Ở chung quanh mình Hãy học cái cách đó à Ok chưa à Ok chưa À em kiếm được rất là nhiều tiền nhưng em lại bị vặt lông nếu em cứ nghèo thì em sẽ không bị vặt lông ok tất nhiên cái cây lớn bạn lại lý do nữa rồi cái cây lớn thì nó phải có gió cây nhỏ làm gì có gió cây lớn thì nó nó được mưa nhiều nó được chim chóc ở còn cây nhỏ thì nó không được làm được cái việc đó chuyện này là chuyện rất là bình thường à, ok chưa có người làm nhái thì có người không làm giải Chuyện là chuyện rất là bình thường Đó mới gọi là xã hội Xã hội nào cũng có hết à, Có người thích mình Có người làm hàng giả Có người làm hàng giả Xã hội nào cũng như vậy hết ừ. Ok chưa Xã hội nào Và đó mới là xã hội Đó mới là tuyệt vời Chuyện gì xảy ra nếu ai đó cũng làm làm hàng đúng như bạn hết à, Thì xã hội nó lại không là xã hội nó hơi méo mó xã hội có cái thằng như vậy có thằng như kia thì đó mới là xã hội em ở ngoài bắc có khó học hai ngày không ạ à? chắc chắn không có rồi bạn vì thành ơn rồi à, bạn hãy vào nam nhé bạn nào ở ngoài bắc thì chúng ta hãy vào vào nam à, hãy vào nam à, chắc chắn là mình không có lớp ở ngoài bắc à, công việc ở trong nam rất là nhiều à, mình không có ngoài bắc và bạn cứ vào nam bởi vì vào nam cũng là cơ hội để bạn đi chơi cơ hội để bạn khám phá mình cơ hội để bạn phát triển bạn nào à ok giờ em đã hiểu ý thầy cảm ơn thầy nhiều ok cảm ơn bạn phú lâm cái tư duy rất là quan trọng bạn phú lâm cái góc nhìn của chúng ta về vấn đề rất là quan trọng mình luôn nói bạn phú lâm rằng cuộc sống luôn có vấn đề à. ai cũng đang có vấn đề thằng có tiền nhiều có vấn đề của thằng có tiền nhiều thằng không có tiền có vấn đề cũng có thằng không có tiền chúng ta đừng có mong cuộc sống này không có vấn đề chúng ta chỉ mong là chúng ta học giỏi hơn có năng lực tiếp thu nhiều hơn để giải quyết vấn đề tốt hơn ok bạn phục làm ha bạn, bạn phục làm ha và bạn muốn biết cái điều này thì bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình đi à, mua ngay đi bạn về bạn đọc và bạn sẽ tháo gỡ ra cái tư duy rất là nhiều bạn đã kinh doanh bạn có tiền rồi thì bạn mình nghĩ bạn bỏ 210 ngàn sách sẽ được giao về tới nhà các bạn và mình đã bao free ship trong cái giá tiền đó rồi đó bạn à, lúc xưa sau này là không được free ship đâu là nghĩa là đã ưu đãi cho các bạn bốn năm chục ngàn gì trong đó tùy theo cái vị trí à, để các bạn giao về nhà các bạn ok chưa à, cho bạn Nguyễn Mạnh Thiện giờ này chưa ngủ ha nên nó là hãy gì à? hãy có cái góc nhìn và cái tư duy rất là tuyệt vời à, đừng có để những cái suy nghĩ uh, nạn nhân nè uh, suy nghĩ lý do lý giống nè nó như thế nào nó cản trở cái cái cuộc sống của chúng ta lại cản trở cái hành trình của chúng ta làm của nhau lại nó dở hơi lắm ok chưa yeah. nó là chúng ta hãy khiến đồng tiền làm việc cho mình bạn có tiền rồi thì bạn hãy gì à hãy đi học làm để biết làm sao để được hướng nhìn của người khác để có đánh giá đúng đắn làm sao để làm sao để có được hướng nhìn của người khác để có cách đánh giá đúng đắn ok bạn bánh mì hương ngát cái câu hỏi của bạn không thể hình dung được là bạn đang hỏi cái gì à, bạn hãy đặt một cái câu hỏi cho nó ngắn gọn và nó dễ hiểu cái cách chúng ta đặt câu hỏi nó thể hiện cái năng lực của chúng ta à, bạn hãy hỏi một cái câu hỏi à, để cho nó mạch lạc hơn à, ok chưa bạn hỏi một câu hỏi là như thế nào làm sao để có được hướng nhìn của người khác để có được đánh giá đúng đắn hướng nhìn của người khác là sao à, cái câu hỏi của bạn nó hơi dứt dắt nên là bạn cần hỏi lại cho nó rõ ràng hơn ok bạn có nghe thôi cái câu hỏi nó thể hiện cái năng lực của chúng ta à, nó thể hiện cái năng lực ở phía bên trong của chúng ta đó nên là à, mình mong muốn bạn hỏi lại một cái câu hỏi cũng có ý như vậy mà nó rõ ràng hơn À, đang luyện bạn cái cách hỏi đó à, Là một người làm kinh doanh Là một người làm lãnh đạo Chúng ta cần phải có những câu hỏi rất là xuất sắc Chúng ta cần phải luyện cái khả năng hỏi à, Khi nghe người đó hỏi một câu hỏi Là biết cái năng lực họ nằm ở đâu rồi à, Bạn hình chúng ta điều này chưa Nó là chúng ta cần phải luyện Cho chúng ta có những câu hỏi rất là tuyệt vời à, Vậy thì tiếp tục này à, Chúng ta cần phải Là người quản lý tiền bạc tuyệt vời Ok chưa? À, thay vì gì là người quản lý tư vật không tốt. À, bạn Nguyễn Việt Lợi đầu tư vào đất đi dạ à? à, chưa hiểu bạn trang trí muốn nói cái gì. À, ok chưa? Đầu tư vào đất nghĩa là sao ạ? À? Nó là nó là rất là vui tối hôm nay mình các bạn cùng nhau với mình xem cái livestream này À, tối à, hôm à, tối à, hôm cái đây hai buổi tối đúng không mình livestream là 10 cái điều à, giúp cho những người khởi nghiệp 10 cái bước giúp cho những người khởi nghiệp thành công thì mình đang livestream trên cái fanpage của beauty nhé mình đang livestream bữa chừng thì nó bị ngắt đi và có một số bạn à, xem cái livestream đó không có được à, thì à, khoảng tối nay hoặc tối mai gì đó à, mình cũng sẽ live, tiếp tục mình livestream bên cái trang fanpage đó À, và bạn nào mà chưa có sách của mình thì các bạn hãy tranh thủ mua sách của mình ha mua hai cái quyển sách của mình à, vượt biển lớn và mỗi ngày một chút thôi và mình sẽ gửi đến bạn mọi miền đất nước và sao à và khi các bạn có sách rồi thì mình ép các bạn vào một cái group riêng cái à, group bí mật cái group này thì các bạn sẽ thoải mái cho hỏi cho mình những câu hỏi về kinh doanh à, và các các bạn sẽ đọc được rất là nhiều câu hỏi của những bạn trước đó đã hỏi rồi à, ok chưa à, bạn uh, kiên trần em mua quyển sách mỗi ngày một chút thôi à, bạn kiên cho mình số điện thoại thầy ơi phát triển con người trước hay phát triển sự nghiệp trước phát triển con người trước chứ cá nhân phát triển thì những thứ chúng quanh của chúng ta phát triển cá nhân phát triển thì sự nghiệp kinh doanh chúng ta phát triển cá nhân đột phá thì Doanh nghiệp đột phá tại sao vậy? Bởi vì doanh nghiệp chính là đứa con của bạn Bạn không đột phá thì đừng mong doanh nghiệp đột phá Ok chưa? Yeah, bạn đang hào ơi Và cái người khôn ngoan thì họ đi giải quyết con người trước Và con người ok thì mọi thứ chúng anh sẽ ok Còn cái người như thế nào ạ? À? Cái người không biết á, thì họ họ cứ học cái kỹ năng này, họ học kỹ năng kia Thì đúng à, Họ học kỹ năng thì đúng Tuy nhiên họ như thế nào ạ? À? Họ như thế nào ạ? À? À, cái con người của họ đang vướng Trong kinh doanh à, Cái con người của họ đang vướng Thì làm sao mà họ như thế nào ạ? À? Làm sao mà họ phát triển được Ok chưa? Trong kinh doanh muốn khách hàng tin dùng sản phẩm mình Thì mình phải làm thế nào thầy? Ok chưa? Khách hàng thực sự là khách hàng Trước khi họ tin sản phẩm Thì họ phải tin em trước Bạn Hương à, Những cái câu hỏi kinh doanh em mua hai cái quyển sách của mình về đọc đi bạn hơn và trong quyển sách mà nói rất là rõ à, khách hàng họ phải tin bạn trước khách hàng họ tin bạn trước thì họ đã tin bạn thì à, sản phẩm là chuyện nhỏ còn khi mà họ đã không tin bạn thì dĩ nhiên họ không có tin sản phẩm của bạn đâu à, ok chưa à, à khách hàng họ tin bạn trước à. à bạn mới là cái yếu tố quan trọng nhất à cái câu hỏi đặt ra là là tại sao khách hàng không tin mình à, cái cái câu hỏi đặt ra là tại sao khách hàng họ lại không tin bạn tại sao bạn đang làm cái gì ừ, hãy xem lại cái hành vi của mình cái cách ăn cách sống cách ở của mình à, mình làm sao đó mà người ta không có tin mình à, em đã mua sách thì vào rút được không thầy em đã mua cuốn sách thì dĩ nhiên có hai bạn em có hai cuốn thì em sẽ được vào thôi à, uh, ok bạn đăng hạo ok chưa dạ yeah, anh lợi đầu tư gì cho nhanh thành công nhanh giàu à dạ yeah, anh lợi hỏi đầu tư gì cho thành công và nhanh giàu ok chưa <laughs> những ký ông mà nói đầu tư gì cho thành công và nhanh giàu này là những ông này dễ bị mất tiền lắm nè bị mấy mấy kia nó ra nó dụ ngọt luôn em mới đọc sách của thầy luôn bị cuốn hút theo văn từ rất chân thật và vừa hài hước rất hay luôn Thầy nè, ok Bạn Nguyễn Kim Trinh, cảm ơn em rất là nhiều Ok, bạn Hương Ngày mai các em nó sẽ giao sách cho thầy, hay quá thầy ơi em Cảm ơn thầy Văn Em đặt mỗi ngày một chút thôi rồi thầy, ok em Thầy năng lượng quá, ok, bạn mình Trang ơi à, Cảm ơn các bạn rất là nhiều Vậy thì à, 10 bước để chúng ta ra khởi nghiệp Mình sẽ live stream ở trên trang fanpage Và mình sẽ chia sẻ Và mình sẽ nói rất là kỹ trong cái group riêng Đó à trong 10 bước đó mình nói à, à, khá rõ ràng chi tiết tuy nhiên ở trong một cái group riêng mình sẽ nói riêng à, mình sẽ nói sâu hơn nữa mình sẽ phân tích sâu hơn thì bạn nào mà à, quan tâm tới điều này muốn à, xem lần này, này thì hôm sau mình sẽ live stream trên cái fanpage của btn nhé mình à, và bạn nào biết mình và đam mê kinh doanh thì các bạn bạn bè nào muốn đam mê kinh doanh thì các bạn cứ tát vào để chúng ta làm quen nhau chúng ta biết nhau à, cảm ơn bạn từ hữu cường à, cảm ơn em à, rất là tuyệt vời thì bây giờ chúng ta cũng đã đến giờ không biết 11 giờ trưa các bạn nhỉ à, thì các bạn nghỉ trưa à, có các bạn nghỉ tối ha à, ngủ một buổi tối rất là ý nghĩa à, và nên nhớ à, sáng mai hãy gì à? hãy đi tập thể dục nha thầy cho em hỏi khởi nghiệp mình nên tập trung vào lập kế hoạch tổng thể và bố trí nhân sự thực thi và tự triển khai sâu sát hết các khâu làm gì mà phức tạp thế khởi nghiệp bước đầu tiên là đi bán kiếm tiền đi à, càng phức tạp như vậy càng khó khởi nghiệp lắm nè chừng nào mà bước qua được cái giai đoạn em đã đi học cái lớp hai ngày của mình chưa bạn phạm bạn lai like Tiên phạm nè lớp này mà nói rất là mình đã nói kỹ rồi bước đầu tiên là ra phải dấn thân dấn thân cái gì đó thì mình đã nói rồi bước đầu tiên là tập kiếm cơm đi à, chưa kiếm cơm mà nói phức tạp nhiều thứ tiền thì chưa có mà nói rất là nhiều thứ thì làm sao mà làm được làm ra sản phẩm chất lượng thì mọi người sẽ tin dùng mà bạn ơi à, chưa chắc bạn nghi phạm chưa chắc à, làm người ta chưa dùng thì làm sao người ta biết sản phẩm bạn là chất lượng mà sản phẩm chất lượng nhưng nhưng cách bạn giới thiệu à, cách bạn giới thiệu sản phẩm không tốt thì cũng không được thành công đâu bạn ok không phải bạn nghi phạm nói không phải cái người các bạn biết không? À sản phẩm tốt là chỉ là một lẻ thôi nhưng mà tốt với ai tốt với khách hàng chứ không phải là bạn cứ cho là bạn tốt. À. còn cách giới thiệu sản phẩm nó là một cái khái niệm, một cái phạm trù nó rất là rộng, một phạm trù nó rất là 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 rộng. Ok chưa? Lúc nào em cũng suy nghĩ là năng lực của mình chưa đủ nên em không dám tự mình ra quyết định. thầy có thể giúp em nói Nghĩa là em, bạn trần bảo khuyên nghĩa là em đang có niềm tin giới hạn rồi. Những người có niềm tin giới hạn thì không có làm được cái gì, ok chưa? Họ làm cái gì cũng dở hơi đó, à, họ làm không 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 có phát triển được, à, nghĩa là bạn có cái niềm tin giới hạn rồi, à, bạn bạn quyên, ok cảm ơn bạn. À, lúc này bạn sao rồi? Bạn 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 sao rồi? Ok chưa? Vâng và cảm ơn bạn. À, chúng ta sẽ gặp các bạn sau nha à, Bây giờ chúng ta đi ngủ đây. Bye bye các bạn.